chào tất cả các anh em nhé. Nối tiếp các cái sản phẩm phụ kiện của hãng Gibraltar, hôm nay mình xin được giới thiệu và chia sẻ với lại tất cả các anh em, đó chính là cái kẹp điện thoại như chúng ta đang thấy ở trước màn hình đây. Thì đối với cái kẹp điện thoại này nó rất là tiện dụng khi chúng ta chơi trong ban nhạc. Các anh em có thể kẹp nó bất kỳ vị trí nào xung quanh mình, như là chân cymbal nè, chân hi-hat nè, vân vân. Nếu các bạn chơi guitar thùng thì các bạn có thể kẹp nó trên chân micro. Nhìn chung thì rất là tiện ích. Chúng ta sẽ xem chi tiết sau đây nhé. Đây là chiếc kẹp điện thoại của hãng Gibraltar với ký hiệu là SC-SPGM. Hàng thương hiệu thì luôn đảm bảo sự chắc chắn và cứng cáp nha các bạn ơi. Không giống như các loại hàng chợ mà đang bán trên các trang mạng xã hội. Vị trí này chúng ta sẽ kẹp vào chân cymbal. Và cái thanh nối này thì chúng ta có thể bẻ cong được. Và đây là vị trí gắn smartphone. Chúng ta lắp cái kẹp điện thoại rất đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta nới lỏng cái ốc tại nhận kẹp. Sau đó đưa vào chân cymbal. Chúng ta vặn lại. Rồi điều chỉnh. Thân này chúng ta có thể để lên để xuống được, chúng ta mình đọc được cái nội dung trên điện thoại là được. Thì cái đầu này chúng ta có thể để lên để xuống được. Qua lại thì chúng ta điều chỉnh cái âm đen này. Khi đưa điện thoại vào, chúng ta chỉ việc bấm hai cái chốt ở dưới, không bỏ điện thoại vào. Đấy. Chúng ta có thể xoay được mọi hướng tùy vào chúng ta muốn nhìn trực diện ở góc độ nào. Chúng ta có thể điều chỉnh được mọi hướng của điện thoại nhờ vào cái cơ cấu này, tức là cái thanh điều chỉnh màu đen này và đầu nối màu đen gắn với điện thoại. Chúng ta có thể kẹp lên chân micro nha các anh em. Ngoài việc dùng kẹp điện thoại của hãng Gibraltar để chúng ta xem lời bài hát nè, đọc cái xích nhạc nè, đọc các tổng phổ nè, khi chúng ta chơi nhạc hoặc là chúng ta vừa đàn vừa hát bằng acoustic chẳng hạn, vân vân, thì chiếc kẹp điện thoại của hãng Gibraltar còn được sử dụng để chúng ta xem Google Maps khi chúng ta đi trên xe ô tô. Mình đang kẹp ở phía mép trên của cái đồng hồ. Các bạn có thể đặt ở một vị trí nào bất kỳ nha. Tiện cho chúng ta vừa lái xe mà chúng ta vừa quan sát được Google Maps.